Xin chào quý khán giả, chào mừng bạn đến với kênh YouTube Mạnh Hùng Banet. Trong ngày hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2020, vào lúc 6 giờ 46 phút giờ buổi sáng tại Hà Nội. Sau đây là cái phần thống kê về cái tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Thống kê được dẫn từ nguồn từ Bộ Y tế với chương trình Sức khỏe Việt Nam trên website sứckhoetoandan.vn. Và như ngày hôm qua 26 tháng 3 thì tôi đã dự đoán rằng là có thể là nước Ý và nước Hoa Kỳ sẽ có cái số ca lây nhiễm bệnh vượt lên trên Trung Quốc về tổng thể. Và những ngày hôm nay thì ở trên cái bảng xếp hạng này thì chúng ta có thể thấy rằng là Hoa Kỳ đang ở vị trí số ca nhiễm bệnh lớn nhất trên thế giới. Và tổng cái số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện tại là 531.402 người. Và tại Việt Nam chúng ta là 153 người. Như vậy là ngày hôm qua so với ngày hôm nay thì Việt Nam đã tăng thêm 5 ca. Và ca mới nhất là bệnh nhân 153, là bệnh nhân nữ 60 tuổi tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân này sang Australia thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 21 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay số hiệu VN772. Đề nghị tất cả chúng ta là hết sức để ý, hết sức quan tâm đến sức khỏe của bản thân và cho gia đình của chúng ta. Bệnh nhân thứ 152 là bệnh nhân 27 tuổi, nữ, tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân 127, nam nhân, nhân viên quán Ba Busta. Như vậy đây là một bệnh nhân lây lan từ cộng đồng và chúng ta phải hết sức là lưu ý tại khu vực quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cái tổng số ca tử vong trên toàn thế giới là 24.067 người. Cái số ca mà hồi phục là 119.906 người. Như vậy là 1/5 cái số người bị nhiễm bệnh là đã hồi phục, tức là chiếm khoảng 20%. Cái số ca bị lây nhiễm trong ngày hôm qua tính là tăng thêm 30.726 người. Và cái số người tử vong là 1.740 người, lớn tăng hơn ngày hôm qua. Cái số người bình phục là 6.436 người. Và như cái bảng thống kê đây, chúng ta có thể thấy rằng là 194 nước và vùng lãnh thổ đã mắc cái dịch virus corona. Và hiện tại là lớn nhất là Hoa Kỳ 83.436. Và cái lượt tăng là ghi nhận được từ 12 giờ ngày hôm qua đến thời điểm tại là tăng 8.863 ca. Rất là nhiều thưa quý vị nha. Và cứ cái tình hình này thì có thể là Hoa Kỳ sẽ đạt mức là 100.000 ca nhiễm bệnh chỉ trong vòng khoảng một vài ngày sắp tới thôi. Trung Quốc thì là ở vị trí thứ hai là 81.286 ca và chưa ghi nhận thêm ca mắc bệnh mới. Nước Ý là 80.539 ca và số ca mắc mới là 6.153 ca. Như vậy là nước Ý trong ngày hôm nay có thể là cái số ca nhiễm bệnh là sẽ vượt Trung Quốc đại lục. Và tiếp theo nó là Tây Ban Nha với tổng số ca nhiễm bệnh là 57.786 ca. Và tiếp theo nó là nước Đức là cái số ca nhiễm mới đã giảm hơn so với ngày hôm qua rất là nhiều. Hôm qua hình như là có 8.000 người mà hôm nay là chỉ có 151 thôi. Và cái tổng ca là 43.646 ca. Để chúng ta thấy được là cái tình hình dịch bệnh là đang hết sức là căng thẳng và là gay cấn. Ở Việt Nam chúng ta ghi nhận là 153 ca. Thưa các bạn, Việt Nam ghi nhận là 153 ca. Campuchia vẫn là 93 ca. Đó, một vài nước mình có thể là
Ở liệt kê ra một vài nước nữa. Myanmar vẫn là 3K. Đấy, để chúng ta thấy được là cái tình hình dịch bệnh đang rất là căng thẳng, để chúng ta có thể là lưu ý hơn. Với những cái số ca hồi phục là Trung Quốc là 91%, 74.051. Tiếp theo là nước Ý là 10.361 ca hồi phục, nhưng mà ghi nhận là tăng là 1.000 ca, 999 ca, 13%, chiếm 13%. Tiếp theo là nước Iran chiếm 33% với 9.625 ca. Tiếp theo là nước Tây Ban Nha với 12%, 7.015 ca. Tiếp theo nó là nước Đức 5.678 ca với 13%. Tiếp theo nó là nước Pháp 17% ca là chữa bệnh xong. Với cái số ghi nhận là nhiều nhất, đó là kỷ lục là 3.361 người được chữa trị thành công. Nước Hoa Kỳ ghi nhận là số ca đã chữa trị được là 224 ca, gần như là chiếm 0%, rất là ít. Và cái số ca chữa trị mới nhất thành công là 178 ca. Đấy, để chúng ta có thể thấy được là tại Việt Nam chúng ta vẫn là 17 ca, chưa có ca chữa trị mới thành công. Tiếp theo nữa là cái số lượng tử vong. Hiện tại nước Ý là đang ở vị trí tử số người tử vong lớn nhất trên toàn thế giới với 8.215 ca, ghi nhận tăng 712 ca. Và tiếp theo nó là đất nước Tây Ban Nha, Spain, với 4.365 ca, tăng 276 ca. Như vậy là Trung Quốc hiện tại đang đứng ở vị trí thứ ba sau Ý và Tây Ban Nha với 3.287 ca. Và cứ cái tình trạng này thì có thể là hiện tại thì đang ghi nhận là Iran không có tỷ lệ tăng, với vị trí thứ tư là 2.334 ca. Pháp là 1.696, Hoa Kỳ là 1.198, tăng 125 ca. Chúng ta có thể thấy được là cái con số tử vong cao nhất hiện tại vẫn là nước Ý, tiếp theo là nước Tây Ban Nha và nước Pháp, sau đến đến Hoa Kỳ. Theo ghi nhận ở đây thì các quốc gia như là Việt Việt Nam chúng ta không có ở trong cái danh sách này. Đây là một cái điều vùng là tuyệt vời. Và hy vọng cái con số này thì được giữ nguyên cho đến khi dịch bệnh kết thúc. Như vậy là đấy là một trong số những cái điểm tin nhanh trong ngày về tình hình COVID tính đến thời điểm 6:54 phút buổi sáng ngày 27 tháng 3 năm 2020. Kính cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và nếu như mà quý vị đang kinh doanh thì quý vị có thể xem một cái giải pháp về kinh doanh, về chăm sóc khách hàng trong cái thời điểm dịch bệnh, và quý vị có thể xem cái video ở bên trên, xem video ở bên trên. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái phần thống kê về tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới và Việt Nam trong ngày 27 tháng 3. Kính cảm ơn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký và cái chuông để nhận những cái video mới nhất từ Mạnh Hùng Binance. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thống kê. Nếu quý vị thấy phần thống kê này nó hữu ích thì quý vị có thể chia sẻ cho mọi người cùng được biết. Và chúng ta hãy ở nhà, hãy bảo vệ sức khỏe của chính bản thân chúng ta. Và khi bảo vệ sức khỏe của bản thân chúng ta là bảo vệ sức khỏe cho bố mẹ, cho ông bà của chúng ta. Và chúng ta đi xa hơn là chúng ta đang bảo vệ cho cộng đồng, bảo vệ cho người Việt Nam và bảo vệ cho nền kinh tế của Việt Nam. Xin kính cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.